Giá heo hơi hôm nay 12 tháng 8 năm 2024 cao nhất ở mức 66.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Bắc, heo hơi ở thị trường miền Bắc ghi nhận không có biến động mới về giá trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực là 66.000 đồng trên kg, tiếp tục neo tại khu vực các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang. Các địa phương còn lại tiếp tục ấn định giá heo hơi không đổi trong khoảng 64.000 đến 65.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tại thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua cũng lặng sóng trên diện rộng. Hiện, khu vực 4 tỉnh Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hòa và Đắk Lắc đang triển khai giá heo hơi trung mức 61.000 đồng trên kg, ghi nhận thấp nhất khu vực. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại giao dịch heo hơi với giá không đổi so với cùng thời điểm sáng qua. Hiện tại. Giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng trên kg. Theo thống kê của Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 1,3 triệu con heo. Trong đó, số lượng heo thịt trung bình từ 70 đến 100 kg duy trì thường xuyên khoảng 220.000 con. Trung bình hàng tháng, các trang trại, hộ chăn nuôi của Thanh Hóa xuất chuồng từ 155 đến 160.000 con heo thịt. Trong số này, có khoảng 110 đến 115.000 con giết mổ và tiêu thụ trong tỉnh khoảng 40.000 đến 45.000 con xuất bán ra tỉnh ngoài. Ước tính 4 tháng cuối năm 2024, toàn tỉnh sẽ xuất bán khoảng 650.000 con heo, giá trị trung bình khoảng 4.200 tỷ đồng. Nếu tính giá trung bình như hiện nay khoảng 65.000 đồng trên kg, lợi nhuận ước đạt 970 tỷ đồng, người chăn nuôi có lãi khoảng 1,5 triệu đồng con heo thịt. Như vậy, trong điều kiện dịch bệnh ổn định và giá cả thịt heo hơi vẫn duy trì ở mức cao như hiện nay, ước tính cả năm 2024 Tổng giá trị sản xuất chăn nuôi heo của Thanh Hóa đạt khoảng 11.700 tỷ đồng với 2 triệu con heo xuất bán. Lợi nhuận của người chăn nuôi ước đạt 2.880 tỷ đồng. Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi miền Nam cũng ổn định theo xu hướng chung của thị trường. Ngoại trừ Vĩnh Long đang triển khai giá heo hơi ở mốc thấp nhất khu vực là 61.000 đồng trên kg, các tỉnh thành còn lại tiếp tục duy trì giá heo hơi đi ngang trong phiên sáng này. Hiện giá thu mua tại miền Nam dao động trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng trên kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay chững lại toàn vùng. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 61.000 đến 66.000 đồng trên kg.